Ủa một tinh thần thôi. Ông có ngủ quá con. Ờ, bé Gai ơi. Tôi là Dung Ba nè. Một em bé rất khỏe mạnh. Ôm ông nội đi. Ôm ông nội đi. Đưa vợ lên cao coi. Đó. Đưa tay lên luôn. Đưa tay lên luôn. Đưa vợ lên. Chiều hôm nay chị hai mình muốn ăn lạp xưởng. Lạp xưởng dưa leo. Dạ. À. Dưa leo nhà trồng. Hương thái dưa leo non cho chị hai ăn nè. Ăn đơn giản thôi. Dưa leo ngọt đó chị. Nó hết rồi mà. Ngon. Cơm rồi. Em lâu hơn ba. Dạ, thấy sao? Nó gò gò qua. Nó gò dưới á. Chưa không, mà đau ít. Còn 3 bữa nữa à. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Lạnh xác rồi. Mẹ ơi. Có đâu mẹ không? Cháu yêu mẹ. Đứng rồi con yêu mẹ. Ồ, đã ta. Đã ta. Đã quá ta. Không em. Không em miếng này, em bé này. Em bé miếng này. Không bé mấy không tù dịch áo được không á. Trời ơi, trời ơi, không giữ vậy ta. Giữ vậy hết ta. Không giữ vậy hết ta. Không giữ ta. Mày mối em bé ra chơi con nha. 10 giờ tối, chị hai bắt đầu đau nhiều hơn. Vi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tại vì mình chỉ cần ginh một cái ba lô thôi à. Còn đồ thì đã lên xe rồi. Giờ anh hai, chị hai đang chuẩn bị. Giờ còn chưa có đau nhiều nên là chị hai đang chuẩn bị. Ba đem cái gì tôi đắp mày ơi. Cái cháu khách. Lạnh quá lạnh. Dạo này đau mắt đỏ rất nhiều nên là mình sẽ đeo mắt kính, khẩu trang. Tiếng ngon. Đợi nó bảo hiểm. Sẵn sàng đi sinh. Cả hai cười cái nó mệt. Năm mình lại đây. Nghĩ như sao? Ủa, tim bé khóc kìa. Cái đó là mới sinh rồi gì này? Cũng không biết được nữa. Đôi khi người ta sanh một ngày này rồi. Còn khi nào ta đẩy từ cái giường từ trong đây ra là bé mới sinh. Mà trong đây là có bao nhiêu phòng sinh? Nhiều phòng hả? Một chỗ mà được đó. Còn cái phòng mấy đây là chỗ là sinh xong rồi người ta đẩy ra đi nghỉ. Cô ba ghé. Cô ba chăm ông nội với cha ở dưới, cô ba lên. Đây là cô ba của mình. Thank you.
nằm đây chờ đợi luôn. Hồi tối á là ở trong bệnh viện này bị mất ba cái điện thoại ngay chỗ mình nằm luôn á, ba cái. Không dạ thôi, hồi sáng anh hai nói cũng hết hồn luôn á. Hên ghê á, em để ở trong ba lô xong em lót cái đầu em á, mà cái tay em lại vịn nữa tại em cũng sợ á. Hên không sao. Vòng vòng nặng dễ dẻ nha cả nhà. Giờ mấy anh em đi vòng vòng dễ dẻ. Mình đi dễ dẻ. Mình đi hai theo. Ủa một tinh thần thôi. Cha vô, cha chăm nội bên kia cả nhà, nội bệnh bữa gài cha chăm á, rồi giờ cha qua đây thăm chị hai. Chị hai đau quá khóc luôn rồi, đau lắm. Bây giờ là mới có 2 giờ mấy sáng à.
Khi mà mình nhìn trực tiếp rồi chứng kiến chị hai đau như vậy á, là Quyên không kìm được nước mắt luôn á cả nhà. Mà mình không thể nào giúp đỡ được chị, cũng không thể nào chia sẻ cái nỗi đau của chị, hoặc là những cái cơn đau nó tới á, nó tới càng ngày càng dồn dập, mình cũng không làm gì được hết. Lúc trước mình có coi á, là làm sao để giúp mẹ bầu khi mà cái cơn gò lên mà mình bớt đau, thì có là quạt cho mát, hoặc là xoa tay xoa chân, hoặc là nghe nhạc. Nhưng mà vô cái hoàn cảnh này là không làm được luôn. Trong phòng á, có những cái em bé nhỏ đã sinh rồi á, mình bắt nhạc thì làm ồn những em khác. Lúc mà mỗi cái cơn mà chị hai đau lên á, Quyên không dám đụng chị luôn á. Tại vì mình nghĩ là nếu mà đang đau vậy mà mình đụng á, là sẽ khiến cho chị hai mệt hơn, bực bội hơn á. Cho nên là mình chỉ ngồi mà giờ mà gớt nước mắt thôi. Thật sự khi bây giờ coi lại cái video thì cũng rất là xúc động. Quả thật là để mà đón nhận những cái điều mà thiêng liêng nhất thì bản thân mình cũng phải đánh đổi bằng những cái cao cả nhất. Khi mà Quyên chứng kiến cái điều này, không chỉ riêng một mình chị mà tất cả những mẹ bầu ở chung ở đó, rồi ở những cái phòng khác, ai cũng mà trải qua cái cơn đau rất là dữ dội, và một người mẹ nào cũng rất là mạnh mẽ. Quyên cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Giờ mới giờ 1 giờ cả nhà,
mình cũng không biết đợi tới chừng nào nữa, nhưng mà chị Hai ở trong phòng hồi sức á. Chị Hai ở trong phòng hồi sức, mình hỏi mấy chị y tá thì mọi người nói là chị khỏe, có sữa, em mới đang uống sữa. Cả nhà ơi, hồi tối là chị Hai ra phòng hồi sức rồi. Giờ chị đang ở trong phòng thường á, cái phòng mà mình nằm đó. Thì giờ Quyên chở mẹ với lại bé Sâm ra thăm chị Hai nha. Bông chí phụ ra. Con ơi, cô ba đeo khẩu trang vô nha. Đi thăm em nha con, thăm mẹ nữa. Mình thăm mẹ với thăm em nha. Nè, bé nhà mình là lên trên xe đứng chờ sẵn rồi nè mọi người. Kiều tao lấy xe của cha nó đi. Rồi giờ mình đi nha con. Trời ơi đang thù lùi luôn. Đi thôi. Rồi con vô trước đi rồi cô ba vô liền, cô ba gửi xe cô ba vô liền nha. Con vô đi rồi cô ba gọi ba ra rước con. Bye bye con. Mẹ vô đi con vô liền. Anh ơi, cho em lấy bó hoa. Rồi, tới đâu lận? Dạ em tới chừng 500 mét à. Dạ. Hoa Quyên đã đặt rồi. Dạ. Sao anh? Wow, đẹp quá. Anh thêm vô nhưng mà nó có tính tiền thêm em á. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Sáng á Quyền có ghé tiệm hoa của anh rồi mình đặt hoa. Trời ơi thấy lá hoa cung kinh luôn. Dạ. Có gì anh không? Rồi vậy là chạy từ vậy là được rồi đó. Rồi dạ. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn anh nha. Mẹ vô nãy giờ rồi mà đậu xe á, hôm nay quá đông, mấy bữa nay đông á, chạy xe lúc mì mì vào đây luôn. Cái đường có chút chiếu à. Sau khi vượt cạn á thì Quyên muốn dành những cái gì đẹp, cái gì mà có cái giá trị tinh thần cho chị Hai vui á cả nhà. Mình với anh Huân đều suy nghĩ vậy á. Hôm qua thấy chị Hai đau á, rớt hết mắt luôn. Chào cha. Con tặng chị Hai bó bông. Chào mới bảnh quá hả? Cảm ơn em nha. Tại bữa nhìn nó như đẻ xong mà có ai mà tặng bông chắc vui lắm ta. Nay có người tặng rồi. Nay là tội nguyện rồi. Rồi, cảm ơn hai em nha.
này chắc cũng tới 50 đó. Ủa là không tới đâu. 99 đó à không? Tính chín rồi đó luôn, tính luôn mấy cái đó nó đắng đắng rồi. Thôi bí mật số cánh nó số bông cái bí mật đấy. Rất là giỏi luôn. Biết rồi, vậy là biết tại sao bé không ra rồi. Bị dướng tràn qua. Tràn qua quấn cổ. Là dướng gì đúng á. Con massage mẹ đi. Massage giò cho mẹ đi. Mẹ khỏe không? Trời ơi, giúp mẹ kìa. Giữ tao, xa mẹ giữ tao. Bớt đau cho chị. Bớt đau cho. Mà là thấy nhẹ nhàng hơn rồi ha. Mừng quá. Bé uống sữa. Hôm qua em thấy chị góc á, trời ơi, em miếu luôn á. Hồi hồi ấy, cái xong rồi á, em miếu luôn á chị, mà không được á, khóc chị khóc sao. Sao hơn chút không đúng không? Giỏi, rất là giỏi. Mừng ghê. Mẹ đây nè con, mẹ đây nè. Dạ chú, phanh tay dạ chú. Phanh tay dạ chú. Giỏi. Rồi, em con đây nè. Em coi nè, con dòm em con đi. Dòm em đi. Em ơi. Em ơi. Anh hai nè. Bye bye em, mình đi về đi con. Anh hai về nha em. Em bye bye bà. Bye bye bà bên này. Cục vàng của em ngoan nha. Cục vàng của em ngoan nha. Dạ có ai đâu. Thấy chị khỏe là em với mọi người vui lắm. Giá này chị chơi. Rồi. Dạ đi qua thăm ông cố nha con. Ông cố à. Ông bây giờ mất tiêu. Ông cố ơi. Cháu cố ra nội ơi. Cháu cố nè nội. Chào ông cố. Ông cố ngủ quá con. Dạ ông cố, phải ta dạ ông cố. Giờ không có quá giờ luôn. Chào anh hai, chị hai, em Huấn nè, lâu rồi không gấp á, anh chị hai ơi. Từ Nguyên á, em nghe là anh chị hai đã xin
một em bé rất khỏe mạnh, đẹp, dễ thương, đáng yêu, khỏe. Em rất muốn chung muốn anh hai ở bên Việt Nam, nhưng mà bây giờ là em có công việc em phải làm tại Hàn Quốc, cho nên em rất xin lỗi tại vì em không thể trở về Việt Nam và chung muốn anh hai ở đó. Nhưng mà ít nhất là em rất muốn chung muốn anh chị hai vẽ xin em bé an toàn. Khi em nghe tin vui đó, em cũng rất vui, rất hạnh phúc, và em không thể đói gặp bé cây của anh hai, anh chị hai nữa. Em ước là em có thể làm việc sống công việc của em ở tại Hàn Quốc và sắp cho bé Việt Nam, và chung mong anh chị hai ở đó và gặp bé cây của anh chị hai. Và một chuyện nữa em muốn nói cho bé gái của anh chị hay nha. Bé gái ơi, tôi là Dung Ba nè. Em cũng có lẽ không biết bây giờ chuyện gì xảy ra, nhưng mà cha mẹ của con là người rất là tốt. Dung Ba nghĩ là con rất may mắn đã có một cha mẹ như đó, và Dung Ba cũng là người tốt nè, cô ba cũng là người tốt nữa. Welcome to the world. Kính chào thế giới. Ok, chúc mừng anh chị nữa nha.